Xin chào các bạn, tôi là Trịnh Thị Nghĩa Bình, tư vấn nghiệp vụ dự án EAP tại Event ICT. Hôm nay, tôi xin hướng dẫn các bạn chức năng tính trích lập dự phòng. Điều kiện để thực hiện chức năng này bao gồm: 1. Chứng từ công nợ đã được tạo trên hệ thống. 2. Tỷ lệ trích lập dự phòng đã được tạo. Mục đích của chức năng: 1. Thực hiện tìm kiếm các khoản phải thu quá hạn. 2. Cho phép người dùng tích chọn các chứng từ phải thu quá hạn cần trích lập. 3. Cho phép người dùng tự nhập số tiền quá hạn. Với bài học này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn các bước tiến hành ở trên hệ thống. 1. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn chạy chức năng tính trích lập dự phòng. 2. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện hạch toán bút toán trích lập ở hệ thống. Đầu tiên, tôi sẽ đi vào bước thứ nhất. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn chạy chức năng tính trích lập dự phòng. Bạn cùng tôi vào hệ thống. Bạn vào phân quyền của phân hệ AA. Bạn chọn theo đường dẫn Transaction. Ở đây, bạn sẽ nhìn thấy có hai chức năng. Một là Established Reserve Rate là tỷ lệ trích lập dự phòng. Hai là Established Reserve có nghĩa là chức năng tính trích lập dự phòng. Trước khi chạy chức năng tính trích lập dự phòng, tôi sẽ vào chức năng Establish Reserve Rate là tỷ lệ trích lập dự phòng để kiểm tra xem tỷ lệ đã được khai báo chưa. Tôi tích chọn Establish Reserve Rate. Đây là màn hình khai báo tỷ lệ trích lập dự phòng. Tôi nhấn F11, sau đấy tôi nhấn Ctrl F11 để tìm kiếm lại tỷ lệ trích lập dự phòng đã được khai báo giả định trên hệ thống. Ở đây có một bản ghi đã được khai báo sẵn. Các bạn lưu ý, đây là tỷ lệ trích lập dự phòng giả định. Sau khi có tỷ lệ trích lập giả định đã được nhập, tôi sẽ chuyển tiếp sang màn hình Establish reserve là tính tỷ là tính tỷ lệ trích lập dự phòng. Đầu tiên, bạn sẽ nhập tiêu chí tìm kiếm theo khách hàng from customer từ khách hàng to customer đến khách hàng Process Date là ngày thực hiện xử lý. Giả sử tôi đang đứng ở thời điểm cuối năm tài chính 31 tháng 12 năm 2016. Number Due Date là số ngày quá hạn, giả sử lớn hơn hoặc bằng một ngày. Ngày Date của Transaction. Đây là ngày mà hệ thống sẽ sử dụng để làm căn cứ so sánh các chứng từ. Ví dụ, ở đây tôi nhập là ngày 31 tháng 12 năm 2016. Sau đấy tôi sẽ tích vào file để hệ thống tự động tìm kiếm. Đây là các chứng từ của hạn phải thu tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016. Number là số thứ tự dòng. Number transaction là số chứng từ phải thu. Phần cắt từ M, code là mã khách hàng, name là tên của khách hàng. Number invoice là số hóa đơn. Currency là loại tiền. Due date là ngày đến hạn thanh toán. Tiếp theo là trường amount. Có hai cột ở đây. Cột thứ nhất là cột nguyên tệ. Cột thứ hai là cột convert quy đổi ra Việt Nam đồng. Number date là số ngày quá hạn. Số ngày quá hạn này được tính dựa trên ngày due date là ngày đến hạn. Ví dụ, chứng từ thứ nhất có ngày đến hạn là ngày 15 tháng 10, Hệ thống sẽ so sánh với ngày 31 tháng 12. Ngày 31 tháng 12 là ngày mà tại thời điểm mình đang đứng để xử lý. Hệ thống sẽ lấy ngày 31 tháng 12 trừ đi ngày 15 tháng 10 và ra số ngày quá hạn ở đây là 77 ngày. Căn cứ theo tỷ lệ trích lập dự phòng ở trên form khai báo mà tôi đã hướng dẫn là 10%. Số provision amount là số trích lập dự phòng mà hệ thống tính sẽ bằng số tiền ở trường đây nhân với tỷ lệ phần trăm, ở đây tỷ lệ là 10, bạn sẽ thấy hệ thống tính trích lập dự phòng là 9.950 đồng. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi số tiền ở đây, giả sử tôi thay đổi số tiền ở đây là 10.000 Trường hợp bạn chưa submit thì hệ thống vẫn đang ở trạng thái là unpost sau khi bạn kiểm tra số tiền trích lập dự phòng ở đây bạn có thể sửa thông tin sau đấy bạn chọn submit hệ thống thông báo bạn đã submit thành công tiếp theo tôi sẽ đổi trạng thái ở đây là post và tôi nhấn file để thực hiện tìm lại các trạng thái của tôi ở đây đã được chuyển thành post Các bạn muốn xem số dư dự phòng phải trích, các bạn chọn report, chọn báo cáo, số dư dự phòng phải trích. Các bạn chọn ok để mở báo cáo. Đây là báo cáo mà hệ thống vừa kết xuất ra. Các bạn có thể kéo xuống dưới để xem số tổng cộng của báo cáo. Đây là số tiền chưa thanh toán trên báo cáo và đây là số tiền còn phải trích tôi vừa hướng dẫn xong cho các bạn chạy tính năng tính trích lập dự phòng của hệ thống. Tiếp theo, tôi sẽ chuyển sang bước thứ hai là bước hạch toán của bút toán trích lập. Trường hợp 1, số dư dự phòng trích lập bằng số dư dự phòng nợ phải thu khó đòi thì bạn sẽ không thực hiện trích lập ở đây. Trường hợp 2, số dư dự phòng trích lập lớn hơn số dư dự phòng phải thu khó đòi, bạn sẽ ghi nợ tài khoản chi phí dự phòng. 6426 và ghi có tài khoản dự phòng phải thu khó đòi, tài khoản 2293. Trường hợp thứ ba là trường hợp số dự phòng phải trích nhỏ hơn số dư dự phòng nợ phải thu khó đòi thì bạn sẽ ghi ngược lại bút toán ở trường hợp 2, ghi nợ tài khoản dự phòng phải thu khó đòi và có tài khoản chi phí dự phòng. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn ghi nhận bút toán trích lập dự phòng ở trên hệ thống đầu tiên bạn phải chuyển tập trách nhiệm sang kế toán phân hệ gl bạn chọn theo đường dẫn zone enter bạn tích vào new zone để nhập mới zone là tên bút toán zone là tên bút toán của bạn bạn gõ trích lập dự phòng ledger là bộ sổ đang để mặc định là truyền tải một Period là kỳ. Ở đây là kỳ tháng 12 năm 2016. Giả sử tôi đang đứng ở thời điểm cuối năm, 31 tháng 12. Sau đấy tôi xuống dòng line để nhập chi tiết định khoản. Account là tài khoản. Đầu tiên tôi sẽ nhập tài khoản nợ 6426. 6426. Loại hình Tôi đang đứng ở truyền tải 1, tôi sẽ chọn loại hình là truyền tải điện. Các bạn lưu ý với tài khoản chi phí, các bạn phải nhập loại hình và yếu tố. Ở phần yếu tố các bạn chọn dự phòng nợ khó đòi. Sau đấy các bạn nhấn OK. Tôi nhập giả định số tiền trích lập dự phòng. Tiếp theo tôi chuyển xuống dòng thứ hai Tôi nhập định khoản có tài khoản 2293. Tôi tích vào dấu 3 chấm để nhập tài khoản. 2293 Tài khoản dự phòng phải thu khó đòi. Loại hình truyền tải điện. Tôi nhấn OK. Tương tự, credit là số tiền của tài khoản ghi có. Tôi nhập số tiền vào đây. Sau đấy, bạn đặt chuột ở zone và nhấn phím xếp để lưu lại giao dịch. Trường hợp muốn post sổ giao dịch này, các bạn tích chọn vào nút post. Tôi vừa hướng dẫn xong cho các bạn bút toán trích lập dự phòng. Trường hợp bút toán hoàn nhập dự phòng, các bạn nhập tương tự. Ghi nợ của tài khoản 2293 và có của tài khoản 6426 trên đây tôi đã giới thiệu xong với các bạn chức năng tính trích lập dự phòng cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi